Và xin chào các bác nhé. Ngày nào sẽ tưới, có hôm qua không tưới rồi. Hôm xuống xem mấy hôm tưới cây ở đây, không biết là bên kia kìa, tưới kìa, ông trước vừa đấy ông mới phun một nửa, sao đằng sau toàn khô. Mà cây bên trên kia chắc ông vừa mới tưới bên ngoài, bên trong nó khô. Tưới nó không đều cây. Lọc ít mầm các bác ạ. Này nó dễ thì mình vẫn để, còn nọc mầm các bác nhé. Cái này thì anh em ở đây lọc mầm những cây này của Evosai là chưa cắt được các bạn, chỉ lọc bớt một số cái mầm mà nó dài thôi. Là cành nên khỏe ghê nhỉ. Ý dạ, ra đây lại có cái cảnh đấy. Dòng này rất nhiều lu các bạn nhé. Cứ nuôi đâu lu đấy. Giờ mình về với ai, em giờ đây còn người với ai. Đây cây này nó cũng phải mất khoảng tầm sang năm nữa các bạn, để nó mới có được cái cành phóng ra về phía ngoài. Này, khá nhiều anh em dọn vườn nên đây những cái này mình đang nuôi dễ bổ trợ bên phía này này, cái ngọn này xuống này. Đấy, nên là mình không cắt đâu. Chỉ gọi là tỉa chút lá bên trong thân thôi, cho nó có ánh nắng. Đây một số cành nó cũng đợi thời điểm cắt ra này. Còn bây giờ nó đang tốt quá anh em ạ, mình muốn nuôi cho nó biến hóa hết rồi này. Cây mà cái sạch sẽ thì nó cũng không biến được. Dọn một số cái mầm nó li ti à, li ti thôi. Đấy,
cành cút này nó khá to này, uốn được đường cong của nó, vít xuống tí này. Con này nó hóa kinh khủng khiếp các bạn. Sau này nó phóng hết những cái cành dài ra đây này. Cái gì không? À, những cây hàng chợ mua về bán thì rẻ tiền, nó chỉ thế thôi chứ. Đấy, phần này tới dọn ra thì mình sẽ móc thêm một số điểm này nhé. 5 triệu một đôi. Tiếp 5 triệu một đôi không đủ tiền cẩu. 5 triệu nó không đủ tiền xe. Tiếp 5 triệu một đôi thì có mà. Em ôm sướng không ai tưới. Toàn một cây nửa khô một nửa ướt. Tưới thế này. À nó bảo yên cây lắng nhằng không? Kệ ông. Cây nào thì mua, nhưng mua cái cây nó phải có cây nọ cây kia, nhưng mua về để bán thì cây nào cũng đẹp thì người khác người ta ít tiền thì là sao người ta mua được. Mua để bán thì cây nọ cây kia chứ. Tôi mà mua chơi, cứ tôi mua cây nào mua như cây này này. Đấy. Làm gì tôi phải mà. Cây nào cũng có thể mua, chứ không phải là cái gì cứ ước chừng coi như thế là mua được thì mua chứ. Đấy, mùa này thì nó rất là hanh nhé. Đấy, quý vị các bạn là nuôi cây thì nhớ đảm bảo độ ẩm cho cây thôi nhé. Đấy, chiều đến em vừa mới tưới cây xong. Cái này em chỉ bấm qua mấy cái mầm thôi. Chia sẻ mọi người lâu lắm không chia sẻ Cosi này. Đấy. Những cái mầm kia nó đang biến cây, không muốn cắt nữa, tiếc kệ nó. Đấy, anh em cắt dọn thì mình cứ để nuôi cố nó khoảng tầm 5 nữa cắt. Những cái chốt to của nó thì lúc nào đủ nhiệt thì cắt sau. Cắt giờ nó tiếc lắm anh em ạ. Ôi. Nó kinh khủng lắm các bạn ạ. Ai cũng muốn đẹp luôn rồi nhưng mà cứ từ từ. Cây nuôi không vội được anh em ạ. Một số cây si kia thì mình vừa mới lọc kìa. Đấy. Đợt này thì có những cây lọc, có những cây chưa lọc. Mai chắc là mình sẽ lọc một số cái cây trên nhà. Đấy, quay anh em cùng ngắm. Đây. Cứ bình tĩnh các bạn, nuôi cây nó không vội được. Ok, mình chia sẻ một chút như vậy nhé. Đấy, cảm ơn các bác đã theo dõi cái video của mình. Con này chất lá đẹp lắm các bác ạ. Đây, đây vừa em cắt mấy cái mầm thở này. Mầm thở cắt này thì... Xin chào các bác nhé.